chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video mới. Hôm nay hãy cùng mình may đồ cho búp bê nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ may bikini hot trend cho búp bê nè. Và cách làm cũng rất là dễ, các bạn cùng theo dõi nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau làm kiểu 1. Một bộ bikini màu đen và có tay nhún rất là bắt mắt. Chúng ta sẽ chọn một miếng vải thun màu đen. Mình chọn vải thun để không bị thưa chỉ nhiều. Gấp đôi miếng vải và dùng kim cố định. Dùng bút đo và vẽ cắt ra 2 miếng vải màu đen để may bikini nhé. Rồi chỉ cần may lại để hoàn thành cái bikini đơn giản. Mình sẽ mặc vào thốt bê thử nè. Vừa vặn quá đúng không nè. Và bây giờ thì mình sẽ may tay áo nhún phồng. Cái phần này thì cũng cực kỳ dễ thôi. Các bạn cắt 2 miếng vải màu đen và các bạn đo dài hơn cánh tay búp bê một chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ may ráp lại á. Chúng ta gấp đôi và may lại và chúng ta sẽ có phần tay áo. Lúc này chúng ta sẽ kéo chỉ để nhún miếng vải lại luôn. Và mình sẽ mặc thử vào cho búp bê. Chúng mình sẽ chốt chỉ khi mà cảm thấy là nó đã vừa với cánh tay búp bê rồi. Dùng tiếp kim chỉ để nhún bên còn lại. Chúng ta sẽ có cái phần tay áo hoàn chỉnh ha. Sẵn đang còn kim chỉ thì mình sẽ may vào luôn, ráp luôn vào cái phần bikini nha các bạn. Đó, chúng ta có một bên phần áo, tay áo phồng rồi nè. Giờ thì sẽ làm bên tay áo còn lại là xong rồi. Mẫu 1 mình đã hoàn thành rồi nè. Các bạn thấy sao? Nếu thích mẫu 1 nhớ comment mẫu 1 xuống phía dưới cho mình biết nha. Tiếp theo mẫu 2 thì mình sẽ cắt cái váy thun trắng này thành bộ bikini hot trend. Mình sẽ dùng viết nè để đo và cắt tạo kiểu. Cắt và chia hai phần trước. Sau đó mình bắt đầu cắt phần áo. Và mình sẽ cắt xéo để tạo kiểu nha. Cái này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần theo dõi video là làm được thôi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái váy body ôm sát như thế này. Tiếp theo mình cắt phần quần nè. Cắt xong rồi thì mình sẽ may phần đáy quần lại. Mình lộn mặt phải là xong rồi. Chúng ta mặc thử vào cho búp bê. Wow, rất là vừa luôn các bạn ơi, mình thích quá đi. Để cho bộ trang phục này thêm đặc biệt thì mình sẽ may thêm áo khoác. Áo khoác này thì giúp cho búp bê kiểu như giống như đi biển hơn các bạn. Tại vì đi biển người ta thường hay khoác một cái áo ren ở ngoài, trông rất là duyên dáng. Mình sẽ dùng vải ren màu trắng. Và chúng ta sẽ gặp lại như trong video nè. Đó, và để búp bê lên chúng mình sẽ cắt thành một cái áo khoác nha. Cách làm này thì rất là đơn giản luôn các bạn. Chúng mình cố gắng cắt làm sao cho hai bên nó bằng nhau nhé. Khi mà bằng nhau thì may lên nó mới đẹp được các bạn. Rồi, vậy là mình đã cắt xong và các bạn đã thấy là nó có cái hình dáng của một cái áo khoác rồi đúng không nè. Chúng mình sẽ lật cái mặt trái và chúng ta dùng kim chỉ may nhé. Sau khi may xong thì mình lộn mặt phải
của cái áo khoác này lại và chúng mình cùng nhau mặc vào cho búp bê. Vậy là mình đã hoàn thành rồi nè. Quá là đẹp, quá là ưng ý luôn. Và cái áo khoác này thì mình có thể mặc hờ hững, mình kéo xuống vai búp bê, trông rất là hot luôn. Vậy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn làm hai kiểu đồ bơi, đồ bikini rất là hot trend cho búp bê rồi. Nếu các bạn thích video nhớ like, share, subscribe kênh Amy DIY nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.